đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy bao gồm 8 ga, Nhổn S1, Minh Khai S2, Phú Diễn S3, Cầu Diễn S4, Lê Đức Thọ S5, Đại học Quốc gia S6, Chùa Hà S7, Cầu Giấy S8. Trong 3 tháng đầu khai thác, giờ mở tuyến bắt đầu từ 5 giờ 30, đóng tuyến lúc 22 giờ với 10 phút một chuyến. Hà Nội sẽ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60 tuổi, người khuyết tật. Đặc biệt trong 15 ngày đầu tuyến đi vào khai thác thương mại, toàn bộ hành khách được phục vụ miễn phí.